Chào các con học sinh lớp 5. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tập làm văn. Các con thân mến, sau đây cô đọc cho các con nghe bài văn tả một đồ vật trong viện bảo tàng hoặc trong nhà truyền thống mà em đã có dịp quan sát. Mời các con tham khảo. Tập làm văn, đề bài, tả một đồ vật trong viện bảo tàng hoặc nhà truyền thống mà em đã có dịp quan sát. Bài làm. Vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, em được bố dẫn đi thăm Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, ngay sau nhà hát lớn thành phố Hà Nội. Tại đây, em đã có dịp chiêm ngưỡng rất nhiều hiện vật lịch sử của dân tộc, nhưng em cảm thấy ấn tượng nhất là chiếc trống đồng Đông Sơn có độ tuổi hơn 3.000 năm. Trong gian phòng lớn, nơi trưng bày các đồ vật cổ, chiếc trống đồng Đông Sơn có hình dáng đồ sộ, cân đối và hài hòa, được đúc bằng đồng hình khối trụ tròn, cao 60cm, đặt trên một bục gỗ khắc chạm bốn chân theo kiểu cổ, đường bệ và uy nghi. Trống đồng Đông Sơn đa dạng không chỉ về hình dáng kích thước, mà cả về phong cách trang trí, sắp xếp hoa văn, mặt trống hình tròn, đường rộng gồm nhiều vòng tròn đồng tâm có hình khắc chìm trên mặt trống. Giữa mặt trống có hình ngôi sao khắc họa hình vũ công nhảy múa, hình chim bay, người giã gạo, người đánh trống. Bố em giải thích rằng, trống đồng này được gọi là trống đồng Đông Sơn vì nó được phát hiện ở khu di tích Đông Sơn, Thanh Hóa, một trong những địa bàn cư trú của người Việt cổ. Những hình ảnh trên mặt trống đồng thể hiện sự khát khao một cuộc sống ấm no, yên vui của người dân Việt Nam. Người Việt cổ dùng trống đồng trong hội hè, đình đám, lễ lạc, tang lễ. Đây là một báu vật chứa đựng rất nhiều ý nghĩa, chứng minh rằng nền văn minh và truyền thống văn hiến của dân tộc Việt Nam đã có từ lâu đời. Được ngắm chiếc trống đồng Đông Sơn in dấu thời gian là một niềm vui lớn và may mắn của em. Em thấy tự hào về dân tộc Việt Nam, về nền văn hóa văn minh có từ rất sớm của đất nước mình. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để xứng đáng là con cháu Lạc Việt. Bài văn tả một đồ vật trong viện bảo tàng hoặc trong nhà truyền thống mà em đã có dịp quan sát đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay, các con bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Cô chào các con!